khi mà chúng ta ép cọc đó các bạn, thì có hai cách, đó là ép bằng tải hay là ép bằng neo. Thì bây giờ cái cách kiểm tra lực ép như thế nào? Rồi đây, ví dụ là người ta nói là cọc ép neo bê tông cốt thép 25-25, bê tông cọc là 1m300 ha, thì nói vậy nè, sức chịu tải của cọc là 20 tấn, tải ép là 36 tấn. À, như vậy tải ép là P max là maximum là 36 tấn. Như vậy thì chúng ta nhìn sao chúng ta biết được là nó đủ 36 tấn rồi. Đây chính là cái máy mà để tạo ra lực ép nè. Thì các bạn nhìn xem cái máy này nó hoạt động theo cái thủy lực đó mà. Thì trong cái máy này á, là nó có một cái này nè, đồng hồ đo nè. Thì đồng hồ đo này á, thì các bạn nhìn xem nó ở chỗ này nè. À, đây nó nằm đây đó ạ, đây thông độ này, đồng hồ đây nhìn xa nhìn gần là nhìn cái này ok đó. Rồi bây giờ á thì tính tấn là tính 36 tấn, nhưng mà cái đồng hồ này á, bạn nhìn xem cái con số màu đen là từ 0 đến 600, màu đen là kg trên cm vuông, màu đỏ là psi nè. Thì màu đỏ thì thường chúng ta có màu đen các bạn, psi là đơn vị của nước ngoài á, pi là pound square in, tức là pound trên in vuông á. Thì chúng ta sẽ dùng màu đen là kg trên cm vuông cho nó dễ, nhưng mà chúng ta không 100, 200 cho tới 600. Rồi thì các bạn nhìn xem, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái thông số giữa lực ép và áp suất. Thì cái đồng hồ này á, là nó thể hiện đơn vị là áp suất, tức là kg trên cm vuông. Rồi bên đây là kg trên cm vuông các bạn, kg lực trên cm vuông, lực cũng vậy thôi à. Bên đây là tấn lực nè. Đó, có nghĩa là nếu mà 20 kg cho 1 cm vuông á, là tương đương với 4,52 tấn. Rồi 220 kg trên cm vuông á, là tương đương với 49,72 tấn. Ủa sao tương đương là sao, tính làm sao? Rồi các bạn nhìn xem, khi mà chúng ta đi ép cọc á, thì ép tải ép neo cũng vậy, thì chúng ta phải có một tờ giấy, gọi là tờ giấy này nè, giấy chứng nhận này nè. Đó, thì giấy chứng nhận này mặt trước á, mặt sau á, là so lực, đúng không? Là coi là lực ép được bao nhiêu. Các bạn nhìn xem cái chúng ta nhìn vào cái đường kính của piston các bạn, thì cái con số này nè ở đâu tính ra? Chúng ta nhìn vào đường kính của piston đấy các bạn, đây là cái hai cái piston màu vàng vàng nè. À, ở trong nó chính là mới là piston nè, vàng vàng không tính nha, vàng vàng là bên ngoài thôi, bên trong là cái bằng inox nè, thép mà bằng inox nè. Thì các bạn nhìn xem cái đường kính của cái thân này nè, chính là đường kính của piston. À, chúng ta có hai cái đó mà, hai cái. Thì ở trong đây người ta nói là đường kính của piston á là đây, đường kính xi lanh, nhớ nhầm, đường kính của xi lanh á là 120mm nhân 2. À, 120mm là đường kính của mỗi cái này nè. Nè chỗ này nè các bạn, đường kính của mỗi cái này là 120mm nè, nhân 2 là hai cái, đúng không? Thì chúng ta thấy cái này nè, nó thụt ra thụt vô là đẹp á, thì chúng ta coi cái đường kính của cái inox này nha, chứ đừng coi đường kính của vàng nha, cái vàng không phải. Cái màu vàng không phải, cái inox bên đây nè. Rồi, chúng ta nhìn xem. Hai cái, một cái là 120mm, tức là 12 phân á, là 12cm á. Thì 12cm đó là cái đường kính, tính bằng đổi ra đường kính nó bằng bao nhiêu cm vuông thì là pi chia 4 nhân d bình phương, d là 12 bình phương các bạn.
Rồi. 226,19 cm. 226,19 cm vuông. Cái đó là cái diện tích tiết diện mặt cắt ngang của cái inox này, đúng không? Rồi. Chúng ta xoáy. Như vậy nếu cái này là 20 á, chúng ta nhân vô các bạn, lấy 20 nhân vô. Cái này là kg cho 1 cm vuông nhân 20 kg cho 1 cm vuông thì chúng ta có tới 226 cm vuông lận các bạn. Thì là sẽ lấy nhân 20, cái này là ra ký nè, thì chúng ta chia 1000, chia 1000 ra tấn các bạn, 4,52 giống ibon. Rồi chúng ta lấy số 100 phải 22,6 không nha. Đây, số 20 đổi thành trăm. 22,6, đúng các bạn. Số 220 là 49,72 đúng không ạ? Rồi, 49,76 cũng gần 49,2 đúng không ạ? Rồi. Như vậy đó, chúng ta hồi nãy chúng ta yêu cầu là lực là 36 tấn. Như vậy chúng ta nhìn trên đồng hồ là số chỉ 160 bạc, tức là 160 kg trên 1 cm vuông. Đây. Các bạn nhìn được cái màu đen là kg cm vuông nè, cái này trăm nè, cái này 200 nè, 150, 160 nè. Như vậy cái kim này nè, cái kim này nó chỉ tới 160 là đó chính là 36 tấn, như là cái thiết kế yêu cầu đó. Đây các bạn, hai cái inox này nè chính là hai cái là độ DF nè đó, chính là cái đường kính là tiết diện của hai cái inox này nè. Còn thì chúng ta chỉ cần coi thường đó là cái đường kính xi lanh thôi, còn những cái li ti lăng tăng khác thì không cần coi nè. Rồi bây giờ tiếp theo á, các bạn sẽ hỏi bên đây số x và bên đây số y nè, y là bằng 0,226x đó, y là đây vậy, 0,226 nhân cho 20, 4,52 nè, đó mà y chính là tấn, x chính là kg trên cm vuông nè đó, thì công thức vậy đúng không? Bước này nó làm gì? Phương trình tính toán lực ép thì gì, calibration equation gì đó, y bằng 0,226 x thì đó là cái phương trình tương quan giữa hai con số này là x nè, con số này là y nè. Đấy. Đấy các bạn, ở dưới là y là giá trị lực tính toán là tấn, x là giá trị áp suất đọc trên phương tiện đo, đọc phương trên phương tiện đo chính là cái này nè, giá trị áp suất nè, từ áp suất chúng ta quy ra lực, thì lấy áp suất nhân cho cái đường diện tích của hai cái bít tông đó, ở hai cái xi lanh đó là người quy ra. Rồi bây giờ thí dụ á, người ta có con số nằm ở giữa là, ví dụ trên đồng hồ này đọc được á là 98 đi, 98 ví dụ ha, 98. Như vậy lực là bao nhiêu trời? Thì chúng ta lấy công thức này chúng ta dò các bạn. À. Ví dụ trên đây là 98 không? Thì cái đó sẽ là đọc trên cái đồng hồ là 98 á, tính là lực đó là 22 tấn. Ok. Rồi. Vậy giờ hỏi ngược lại 100 hỏi ngược lại là 30 tấn đi. 30 tấn á, thì trên đồng hồ đọc là số bao nhiêu? Thì chúng ta lấy 3. Đây các bạn, y bằng 0,26x thì x thì bằng gì?
y chia 0.26 là 30 tấn. Chia 0.226. Đó. Là 132 đúng không ạ? Đọc trên đồng hồ áp suất là 132 kg trên cm vuông thì là tương đương với 30 tấn. Đó. Thì chẳng qua là phương trình thôi có gì đâu. Đó. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách mà chúng ta xem đồng hồ áp lực khi mà ép tải hay ép neo gì đó, tải thì chúng ta biết là bao nhiêu tấn để mà tra qua tra lại.